Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh ô cốc nước cam này. Hãy cùng tô với mình nhé.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cốc nước cam này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh của các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tô màu lần sau.